Thưa ba mẹ, con đi học. Con học hết bữa nay á là được nghỉ hè rồi. Từ mai là con sẽ đi chơi thoải mái với đớm luôn. Yeah. Hả? Ba nó nói sao? Ba nó chuyển công tác nên nhà mình cũng phải chuyển đi sao? Bụng bự chắc sẽ buồn lắm đó. Nhưng không sao đâu, chỉ có... Không, con không chịu chuyển nhà đâu. Ba mẹ không thương con gì hết. Ơ, bụng bự. Đó, chuyện là vậy đó. Không, bụng bự không được chuyển đi. Bụng bự mà chuyển đi thì hè này tụi mình còn có hai đứa à, biết chơi gì giờ. Mình cũng không muốn chuyển đi đâu. Mọi người có cách nào giúp mình ở lại đây không? Được, vậy chúng ta hãy bắt đầu kế hoạch giúp bụng bự không phải chuyển đi. À Minh kìa, kế hoạch của bạn là gì vậy đớm? Vì lý do bụng bự phải chuyển đi là do ba bụng bự phải đi công tác xa đúng không? Đúng. Vậy thì chúng ta chỉ cần làm cho ba bụng bự mất việc là xong. Không cần công tác xa, không còn chuyển nhà. Mình thấy kế hoạch này có gì đó sai sai á. Chắc là mình không nên làm vậy đâu. Không còn thời gian đâu, ăn kẹo biến hình giờ đi. Chúng ta còn phải hành động ngay. Đâu, bước một thành công. Tiếp theo, chúng ta sẽ đánh cắp cho bằng được tài liệu của ba bụng bự. Con kỳ lạ này, mở cánh đường đi, ta sắp chạy giờ làm rồi. Cơ tới rồi. À, con chim này dám ăn cắp tài liệu của ta hả? Chụp đi. Trời ơi, tài liệu của tôi, công việc của tôi. Kế hoạch thành công rồi. Chết rồi, hết thời gian biến hình rồi. À, thì ra là mấy đứa. Dạ, tại con. Nhưng mà tại ba mẹ chuyển đi nơi khác nên con mới làm vậy thôi. Bác cho bụng bự ở lại đây chơi với tụi con đi, đừng chuyển đi nữa. Trời ơi, ba được công ty chuyển đi công tác ở gần nhà mình thôi. Đi chỉ mất 1 giờ đồng hồ, mà cũng chỉ mất 1 tuần để hoàn thành công việc rồi về lại căn nhà cũ. Chuyến đi này chẳng khác gì một chuyến du lịch ngắn ngày hết. Vậy hả ba? Vậy mà con cứ tưởng. Con chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đã bày trò phá phách. Tối nay về ba mét mẹ đánh đòn cho biết. Ba xin lỗi, lần sau con hứa sẽ không hấp tấp mà gây họa nữa. Chúng mày có chuyện lên không hả? Trời ơi, đau quá. Em là ai? Sao đến đây? Em là Bột Công Anh. Em đi tìm ngôi nhà mới ạ. Anh là Đớm. Chúng ta làm bạn nha. Và đây sẽ là nhà mới của em, chịu không? Vậy là em có nhà mới rồi. Vậy em hãy ở cùng anh chị Khoa nhà mình nha. Thích rồi nha. Mau vào nhà thôi Đớm. Dạ. Em ngoan nha. Bye bye anh Đớm. Đúng rồi. Chào mấy bạn. Chào Minh Giới. Bye bye. Một con anh có bị sao không nữa? Anh Đốm ơi, cứu em, cứu em.
Bộ công anh tới cứu em đây. Bộ công anh tới cứu em đây. Thả ta ra. Đừng đi leo ba quái. Thả ta ra. Ta không sợ các ngươi đâu. Bộ công anh, bộ công anh, em đi đâu mất rồi? Anh xin lỗi. Trời đang mưa, sao con lại ra ngoài vậy hả Đốm? Mẹ ơi, em bộ công anh, em ấy. Em đây, ba và mẹ đã đưa em vào nhà đó anh Đốm. Bây giờ thì thôi khóc nhè nhé cậu nhóc. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Đốm ơi, Đốm làm gì vậy? Mình đang bắt bướm. Mấy hôm nay mình quan sát thấy có rất nhiều bướm vàng bay trong vườn. Đốm để chúng bay cho đẹp đi. Bắt chúng làm gì? Tội nghiệp lắm. Nhưng mình chỉ thích nó của riêng mình thôi. Tha hồi ngắm. Nếu bướm không còn bay nữa thì chỉ là sâu thôi Đốm ơi, không đẹp đâu. Ừ, bạn nói cũng phải. Mà cái gì trong tay bạn vậy? À, cuốn truyện cổ tích mẹ mới mua cho mình hôm qua đó. Mình đem qua để hai đứa đọc chung cho vui. Vậy hai đứa mình ngồi xuống gốc cây kia đọc nha. Ừ, để mình đọc cho Đốm nghe. Thôi thôi, để Đốm đọc cho. Không được đâu, giọng con trai ồ mồm. Đọc chuyện cổ tích sao được, mình đọc mới hay nè. Một lần nữa. Ừ, về Đốm giúp mình nha. Mình về đây. Con đã làm một điều rất xấu. Con đã tham lam. Chắc giờ này bạn ấy bị mẹ phạt không được ăn cơm rồi. Ờ, đúng là không ngoan rồi. Sáng mai con mang theo sách trả ngay cho bạn Tai To nha. Vâng. Như vậy Tai To sẽ biết con là kẻ ăn cắp. Con sẽ xin lỗi bạn ấy. Tai To ơi, mình đã tìm được cuốn sách rồi nè. Cảm ơn Đốm. Mẹ không giận mình, mẹ chỉ nói lần sau cẩn thận hơn thôi. Như vậy tụi mình đã có hai quyển. Tha hồ mà xem nha. Wow, Đốm sướng nha. Mẹ mới mua cho Đốm sao? Từ nay mình sẽ không bao giờ tái phạm. Đốm, con dậy rồi đó à? Dạ. Hôm nay Đốm của mẹ dậy sớm ghê ta. Mùng 1 Tết mà mẹ. Mùng 1 thì phải như thế nào ta? Thưa ba mẹ, năm mới Đốm kính chúc ba mẹ luôn sức khỏe dồi dào, thật tươi trẻ, cả nhà vui vẻ. Giỏi lắm, bà lì xì cho Đốm nè. Bà chúc Đốm sẽ học hành thật giỏi nghe chưa? Con cảm ơn ba. Còn phần này là của mẹ. Mẹ chúc Đốm mạnh khỏe, ăn giỏi để có sức mà học giỏi nghe chưa con?
Dạ đấm hứa. Tết rồi, đi chơi sân thôi các bạn ơi. Chào đốm. Mình đi chơi nha. Vui quá, mình đừng lì xì bằng nhau. Đốm mở ra chưa? Để mình mở. Sáng nay mình chúc rất hay, nhất định ba mẹ mình sẽ lì xì nhiều lắm nè. 1.000 đồng. Sao có 1.000 đồng vậy? Sao ba mẹ đốm lì xì cho đốm ít vậy? Ba mẹ keo quá à, ổng vui vậy hết. Úi chà, đứa nào nỡ xé nón ta rồi còn ném ta xuống đường như vậy. Hả? Ông là ai vậy? Ta chính là thần tài, thần may mắn của mọi người trên trái đất này đây. Ta từ trong bao lì xì của các con ra đó. Ông là thần tài, sao nón không rách tay tôi vậy? Ba đứa, đứa nào vừa xé nón ta, quăng ta xuống đất, làm ta ê cả mông như vậy. Bạn đốm đó. Dạ. Tại sao con làm vậy? Tại ba mẹ lì xì cho con, mà mỗi người chỉ lì xì có 1.000 đồng à. Ba mẹ keo quá à. Ui da, đau cái mông của ta quá. Con có biết ý nghĩa của lì xì là gì không? Dạ không. Ý nghĩa của bao lì xì đó là để chúc cho mọi người nhận được nó sẽ có tài lộc, may mắn trong năm. Nó không quan trọng ở số tiền mà là tấm lòng của người tặng. Con có biết không? Dạ con không biết. Ba mẹ của con đã vất vả để chuẩn bị nhà cửa, sắm sửa đồ đạc cho con, để cho con có cái Tết thật vui vẻ. Nhưng sao ba mẹ không lì xì cho đốm nhiều hơn? Bởi vì ba mẹ không muốn con chỉ biết chú trọng giá trị của đồng tiền. Quan trọng là tình thương, là tấm lòng con à. Dạ con hiểu rồi. Con cảm ơn ông thần tài. Con hiểu là tốt rồi. Ôi trời ơi, cái mông của ta. Để con đưa ông về nhà sức thuốc nha ông. Chứ kiểu này thì đầu năm ta không thể đến từng nhà từng người để chúc Tết nữa rồi. Tết đến rồi, về nhà rất vui. Mẹ mua áo mới, đông xinh đẹp nhiều. Ngày xuân đông xe đi thăm ông bà. Đẹp quá. Con thích bộ nào? Nó kìa mẹ ơi. Đâu con? Bộ này mắc lắm con. Nhưng đẹp mà mẹ. Nhưng mà mắc lắm con à, cả tháng lương của mẹ lận đó. Không, con muốn bộ này. Bộ này thôi. Thôi được rồi, nếu con muốn thì mẹ sẽ mua cho con. Hai bạn thấy đồ của mình mặc đẹp không? Mới mua được đó. Ôi, đẹp quá. Đẹp như vậy chắc mắc tiền lắm. Một tháng lương của mẹ mình luôn đó. Mẹ đốm thương đốm quá à. Sao đốm không giặt rồi hãy mặc? Thôi, hai bạn chơi gì cho mình chơi với. Mình đang thổi bong bóng, lại đi chơi đi đốm. Mình lại liền. Cứu mình với, tay to, bụng bự ơi. Có chuyện gì hết đốm? Sao vậy đốm? Tự dưng mọi đồ nặng chịu, bám sát người mình không nhúc nhích được nè. Sao lại như vậy? Là chiếc áo của bạn cười đó đốm. Hả? Đúng rồi. Sao nó lại cười đốm? Hả? Thì ta thấy hắn di chuyển không có được, cứ đứng yên một chỗ hoài thì ta vui, ta cười chứ sao? Sao người phá bạn đốm của ta? Hả? Vì ta là áo đẹp nên ta có quyền, muốn làm gì cũng được. Người thật là quá đáng. Ai bảo hắn không biết yêu thương cha mẹ? Tết thôi mà, mặc đồ mới là được rồi. Đói phải mua cho bằng được áo hiệu này nọ, bắt ta ra ngoài đường đầy bụi, hôi hám như thế này. Ha xì, làm ta nhảy mũ luôn nè. Ta phải làm sao thì áo mới ta cho ta? Về giặt ta cho sạch sẽ, thơm tho, ta tha cho. Ta biết rồi.
Sau này mà còn ham áo đẹp, mắc tiền chỉ làm khổ cha mẹ nữa. Ta sẽ xiết cho người hết thở luôn. Ta biết lỗi rồi mẹ. Sau này ta sẽ không mè nheo, không nhõng nhẽo mẹ mua quần áo nữa đâu. Thôi mình chơi tiếp đi. Ừ, được đó. Không được, chơi cái đó ta dở hết. Vậy thôi, tụi mình nhảy lò cò. Được đó. Không được, nhảy lò cò, đổ mồ hôi ta ướt hết. Sao cái gì cũng không được hết vậy? Vì ta đẹp, ta có quyền chảnh. Mặc áo đẹp mà mệt như vậy thì không có thèm đâu. Anh em, xếp hàng ngay thẳng nào. Đây là bên gì kia, xếp hàng cái kiểu gì đấy? Ngày nào cũng làm tới làm lui như vậy, chán chết một. Còi ba hơi là bay cao 15 mét, mức còi 2 cái là bay vừa 10 mét, mức còi 1 cái là bay thấp. Đồng đội rõ chưa? Dạ rõ. Thỏ nâu ơi, thỏ nâu. Bỏ biên, anh em vào vị trí. Anh đi đâu mà làm kinh động đến chúng tôi? Các bạn có thấy thỏ nâu đâu không? Mình đi tìm em mấy nãy giờ mà không thấy. Quan trọng lắm, các bạn giúp mình đi. Chẳng có chuyện gì quan trọng trên cánh đồng cỏ này cả. Mình đã hứa với ba mẹ em ấy là trông coi em ấy cẩn thận. Giờ thì mình tiêu rồi. Thì sao chứ, có liên quan gì đến bọn này đâu. Trời ơi, chuyện này quan trọng hơn mà. Thay gì các bạn bay lượn vô nghĩa, các bạn làm việc có ích hơn đi. Hãy giúp mình tìm thỏ nâu nha. Sao chứ, bạn đừng nghĩ chỉ có chuyện của bạn mới quan trọng nha. Chúng tôi ngày nào cũng lao động vất vả, bạn có biết không hả? Sao, sao chứ? Nào anh em, nhiệm vụ của chúng ta là làm gì? Là dự báo thời tiết. Đúng, chúng tôi mỗi ngày đều phải tập trận để dự báo thời tiết chính xác cho cánh đồng này. Thế mà bạn lại nói chúng tôi là vô ích à? Xin lỗi các bạn, vậy mình đang gấp quá rồi, có lỡ lời. Được rồi, tha thứ cho bạn đó. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể bỏ nhiệm vụ ở đây được. Cấp báo, cấp báo. Chuyện gì vậy anh Minh Nhị? Dạ thưa sếp lão, em đã tìm thấy được thỏ nâu ở phía trái cánh rừng, cách đây một đồng cỏ ạ. Vậy hả bạn? Tại sao Minh Nhị biết? À ha, hắn trốn đội ngũ để ba đi chơi đó hả? Bạc hắn đi sếp lão. Thưa sếp lão, tuy rồi hàng ngủ là không tốt, nhưng Binh Nhì đã làm điều tốt và giúp đỡ người khác. Được rồi, tha cho Binh Nhì, lần sau còn tái phạm sẽ phạt 100 lần. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Mình đi tìm thỏ nâu đây, không làm phiền các bạn nữa. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay giữa thì trăng. Chào đón. Một, hai, ba. Đốm thua rồi, nhắm mắt lại đi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 100. Hai bạn đang trốn ở đâu vậy? Mình sẽ tìm được hai bạn cho mà xem. Cái gì vậy trời? Hả? Cái gì vậy ta? Hãy ghi điều ước và xé tôi đi. Kỳ lạ thiệt à. Không biết là cái sách vé điều ước đó là có thật không ta? Hay là mình ước thử xem sao? Lỡ nó có thiệt thì sao? Xe đồ chơi loại mới. Đúng rồi hết không? Cầu được ước thấy. Thích quá, thích quá. Yeah. Sao mẹ buồn vậy? Hôm nay ở chợ hết củ cải rồi. Mẹ muốn làm món gì đó với củ cải. Không sao mẹ, con sẽ giúp mẹ cả một xé củ cải luôn. Trời ơi, ở đâu mà nhiều củ cải vậy nè? Trời ơi, cứu thế giới.
chuyện gì mà hôm nay đốm vui vậy? Tí nữa hai bạn qua nhà mình chơi, mình có cái này hay lắm đó. Cái gì vậy? Bí mật. Bạn làm mình tò mò quá. Thích quá, con búp bê đẹp quá à. Bạn cho tụi mình hả? Ở đâu bạn có mấy thứ này vậy? Là nhờ có sức vé thần kỳ này. Nếu bạn muốn có thứ gì, thứ gì đi vào đây là có ngay. Mình muốn có thật nhiều đồ ăn, bánh kem, sô-cô-la. Mình muốn có một đôi giày trượt patin xịn nhất. Không. Mẹ bị sao vậy mẹ? Không biết tự nhiên tiền biến đi đâu mất. Mới hồi nãy quá trời, mà bây giờ thì trời. Nhà có trộm á mẹ? Không phải là trộm đâu. Mẹ đang mở tủ tiền ra định lấy tiền thì tự nhiên nó biến mất trước mặt mẹ. Lẽ nào là... Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của siêu thị không gian chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của siêu thị không gian chúng tôi. Hả? Thì ra là Đốm đã mua hàng mà không biết. Tưởng đâu được ông Bụt cho đều ước chứ. Đốm, tại sao cô dám mua một đống đồ chơi công nghệ mà không xin phép mẹ? Con sẽ biết tay với mẹ. Huy rồi, mẹ mình lên, giờ sao đây? Trong cái ghế, vô lên tủ sách. Wow, bình gốm đẹp quá. Bạn mua ở đâu vậy Đốm? Ở dưới đất này, mua không có đâu. Bình gốm này là từ sau kim đó. Chỉ có một bình duy nhất thôi. Cho mình xem với. À, trời ơi. Gốm ơi, cho mình xin lỗi. Khoan đã, có cái gì nè? Ồ, một cái bản đồ, có chỉ đường nè. Có khi nào là bản đồ kho báu không? Hả? Chỉ có một cách để biết. Đi lên, hành trình tìm kho báu vũ trụ. Bây giờ mình đi đường nào hả Đốm? Hãy coi giùm mình đi. Đường đi không khó lắm, nhưng mà ở đây ghi là cẩn thận nguy hiểm nè Đốm. Đi tìm kho báu, tất nhiên là phải nguy hiểm rồi. À, có chuyện gì vậy? Các cáo đang đi tìm kho báu chứ gì. Ê trời, hãy tập kỳ Đốm, mau chạy đi. Nguy hiểm quá à, mình về thôi Đốm. Không được, tới đây rồi thì phải lấy kho báu cho bằng được. Nhanh nhanh, chú kia, bọn ấy đang... Chạy đâu lẹ vậy hả mấy chú em? Ta đã sớm biết nơi này chứa kho báu rồi. Vậy tại sao ngươi không đi lấy đi, còn bắt bọn ta làm gì? Vì hòm kho báu chỉ mở ra cho những đứa trẻ ngoan, mà ta thì chắc chắn không phải là trẻ ngoan rồi. Nãy mình làm bể cái bình, lại tham ăn tham ngủ nữa, chắc chắn không phải trẻ ngoan rồi. Mình để các bạn cho tình huống nguy hiểm và ích kỷ các nhân, chắc chắn không phải trẻ ngoan. Mình hả? Mình không muốn bỏ tí nào. Hả? Lão Bụt, ta hy vọng qua hôm nay các cháu đã có được bài học cho chính mình. Tự nhận thức bản thân chính là một bài học quan trọng. Chiếc hộp kho báu chỉ là một thử thách để cho các cháu nhận ra được bài học này mà thôi. Quả là một chuyến hành trình thú vị. Ôi chà, đói bụng nữa rồi. Mình cũng hơi đói, đi kiếm gì ăn đi. Ý, đúng rồi đó, hôm qua đi siêu thị mình có nhận được tờ khuyến mãi này nè. Khuyến mãi 50% bắp rang tại mặt trăng. Wow, giảm giá tới một nửa luôn. Sướng vậy, đi liền luôn đi. Oh yeah, bắp rang bơ là bắp rang bơ. La 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 la. Ngồi xuống đi bụng bự, đứng lên xe nguy hiểm lắm đó. Gần tới rồi nè.
Wow, cho em một phần bắp rang siêu bự luôn. Hả? Hả? Có gì mà bạn ngạc nhiên vậy? Trời ơi, quái vật bắp rang. Vậy là tụi mình trúng kế của hắn rồi. Xin chào quý khách. Ồ, chú có phải là... Ừ, đúng rồi, chú từng là quái vật bắp rang, chuyên đi làm đủ mọi chuyện xấu trên đời. Nhưng mà chú giải nghệ rồi, bán bắp sống lương thiện thôi. Mấy cháu ăn gì nè? Chà, tin được ông ta. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người dạy lại mà. Vậy thì cho 3 phần bắp rang siêu lớn vết bơ, kem vani sữa ốc gà cho chú. Tới liền. Xin chào chiến hữu. Lâu quá không gặp, lúc này làm ăn khá không? Cũng được à. Hai anh ăn gì không? Thôi khỏi, tụi này không thích ăn bắp. Tụi này tới đây để rủ chú em đi làm phi vụ mới. Dạo này tôi bỏ nghề rồi, sống lương thiện vui hơn anh ơi. Nhìn nó nè anh hai, một thời dữ dội lắm mà giờ đi bán bắp đó. Phá bành cái quán này cho anh. Đồ bị thấy luôn. Mấy anh làm gì vậy? Bả đồ đạc trong quán người ta rồi. Dù ngày xưa chú bắp rang có làm việc xấu, thì bây giờ chú cũng đã nhận sai và làm ăn lương thiện rồi đó. À, nhóc lớn gan mà dám dạy đời tao hả? Các ngươi hãy cút ra khỏi đây ngay, đừng để ta nổi giận. Chú ngầu quá. Cảm ơn các cháu đã tin ở chú, đây là động lực lớn nhất để cho chú tiếp tục làm người lương thiện. Mẹ, chiều nay mình đi siêu thị nha mẹ. Đi siêu thị làm gì con? Mẹ đã mua tất cả đồ ăn trong tuần và hôm qua rồi. Nhưng con muốn đi siêu thị nữa mà. Sao hôm nay con xiên vậy ta? Con muốn mua đồ chơi mới thôi. Thì ra là vậy. Nhưng mà đồ chơi của con có nhiều lắm rồi mà đốm. Đâu có đâu, con chẳng có gì để chơi hết đó. Vậy mấy cái này là cái gì đây? Nhưng mấy cái này cũ kỹ hết rồi, con thích đồ chơi mới thôi. Mẹ không mua cái gì hết, con dọn dẹp đồ chơi lại ngăn nắp cho mẹ. Biết mấy món đồ chơi này quá, đồ xấu xí, đồ chán nữa, mình không thèm chơi nữa. Mẹ không cho con mua đồ chơi mới thì con cũng không thèm chơi nữa, con bỏ hết rồi đó. Con bỏ thì mẹ sẽ gom hết đồ chơi của con cho hội từ thiện. Biết bao nhiêu bạn nhỏ ở vùng sâu vùng xa còn không có đồ chơi kìa. Chúng ta phải xử lý hắn sao đây? Còn sao nữa, hắn đối xử với chúng ta như thế nào thì giờ hắn phải đền tội như thế đó. Yeah! Không! Các ngươi muốn làm gì vậy? Thả tôi ra! Ba mẹ ơi, cứu con với! Các bạn, bình tĩnh! Các bạn muốn làm gì? Các bạn ư? Nếu đã là bạn thì không quăng tôi đau điếng, hư hại khắp cả người thế này. Em nữa nè, rớt cả tay luôn. Đi biệt té, dập tức cái mũi nè. Tôi thì chống đầu đến chống hết cả mặt. Các anh lần lượt xử lý đi, em sẽ đánh bài khúc tiễn biệt cho Du Dương và Hoành Tráng. Yeah, đồng ý. Các bạn ơi, bình tĩnh, lấy miếng lỡ đó mà. Tại nó không tốt với các bạn thôi. Không! Ôi sợ. Thì đó chỉ là giấc mơ thôi. Nó đâu rồi? Các bạn đâu hết rồi? Các bạn đâu rồi? Có chuyện gì vậy con? Là các bạn đồ chơi của con, hôm qua con còn để ở trong phòng, giờ không thấy đâu hết. Con kiếm đồ chơi phải không? Mẹ thấy con không cần nữa, cho nên mẹ cho các bạn nhỏ ở hội từ thiện rồi. Hả?
các bạn sẽ giận con vì con không yêu thương các bạn nữa. Rồi sẽ có các bạn khác sẽ thay con yêu thương đồ chơi thôi. Tặng đồ chơi cho người cần ơn mình là rất đáng quý. Nhiều nơi trên đất nước mình, trẻ em không có đồ chơi, thấy thương lắm. Dạ, con hiểu rồi. Các bạn đồ chơi sẽ hạnh phúc với các bạn nhỏ mới. Chiêu tương. Ăn ngược lại rồi nè. Chiếu bí. Không chơi nữa. À, chơi gì kỳ vậy? Tức quá, xíu nữa là thắng rồi. Úi da, đau quá. Mà hồi nãy mình có hơi nóng tính quá không ta? Em bự, đi ra đồi với mình không? Hay á, đi liền. Vậy là mình hất đổ bàn cờ luôn. Mình có nóng tính quá không vậy? Chắc là có đó. Mà không sao đâu. Một lát về, mày xin lỗi tao to là được. Tại tao không có giận dai đâu. À ha. Mà bây giờ mình đi đâu gì đó? Ba mình nhờ chuyển lá thư này tới cho hành tinh bung bóng. Nhưng mà có gì gấp lắm đó. À, vậy thì mình tăng tốc đi nhanh thôi. Không được đâu, phía trước hình như có ùn tắc giao thông rồi. Hả? Trên vũ trụ mà cũng có kẹt xe nữa hả? Có chứ sao. Chà, ngày hơi dài, chắc phải đợi hơi lâu á. Ôi trời ơi, kẹt gì mà kẹt dữ vậy? Mình vượt lên đi đớm. Không được đâu, mình phải tuân thủ theo luật giao thông chứ. Nhanh lên giùm cái đi. Thôi mà, làm như vậy thô lỗ lắm đó. Mình có quan tâm, chờ nguyên một hàng xe như vậy thì biết chừng nào mới xong. Lệ ơi, bạn nhìn coi, bạn như làm gì kìa bụng bự. Thôi xong rồi, không biết có ai bị thương không nữa. Ôi trời ơi, mấy đứa có bị làm sao không? Có bị thương trầy trụa chỗ nào không? Dạ, tụi con không có sao hết. Mà tại con nó mới xảy ra tai nạn cho mọi người. Đầu đuôi là sao nè? Dạ, là tại con nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nên đã gây ra tai nạn cho mọi người. Con cảm thấy xấu hổ quá à. Con hãy xem đây là một bài học đắt giá. Nhưng con rất cần sửa đi hành vi nóng nảy của mình. Nếu không, sau này mọi việc con làm đều hỏng hóc và đổ bể hết. Dạ, con nhớ rồi. Nếu đột nhiên có rất nhiều tiền thì các bạn sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ có nhiều tiền hết á. Mình cũng vậy. Mm-hmm.
Trời ơi, đẹp quá à. Họ đâu ra vậy? Ê, đó. Cái bóp này không phải của bạn. Mình nhặt được. Giờ sao? Nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Đúng rồi. Mình trả lại cho người mất, có phải họ sẽ vui lắm đúng không? Bạn đã làm được một việc rất tốt. Ờ, đói bụng quá. Á, à, hay quá, có dưa hấu. Mẹ ơi, mẹ cắt dưa hấu cho con ăn đi. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ đi đâu rồi không biết. Đói quá. Hay là mình tự cắt dưa hấu ăn thôi. À. Đứt tay rồi. Mẹ ơi. Đốm ơi, Đốm. Đốm, con bị làm sao vậy? Trời ơi. Từ nay trở đi, Đốm không được tự ý dùng dao nữa nha. Vì như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Dạ, con biết rồi. Tại con nói bụng quá nên... Đốm biết lỗi như vậy là tốt rồi. Để mẹ cắt dưa hấu cho Đốm ăn nha. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò vua đầu bếp. Đúng là bụng bự mà, cái gì cũng liên quan tới ăn uống. Cái này để làm gì bụng bự? Cái đó là rau á. Còn cái này là thịt. Vậy bây giờ làm sao? Thì lấy dao cắt rau với thịt ra rồi nấu lên chứ sao? Nhưng dao ở đâu mà cắt? Đi theo mình. Không được đâu, dùng dao nguy hiểm lắm. Đốm nhát gan quá. Thiệt mà, mình mới bị đứt tay hôm qua nè. Thôi, mình không chơi nữa đâu, thấy ghê quá à. Hai bạn đúng là nhát, để mình lấy cho. Hả? Nè. Nè, có gì đâu, thấy chưa? À. À. Hả? Ui da. Bụng bự, bạn có sao không? Bụng bự. Mình còn sống hả? Còn sống. Mấy con dao này thật là đáng sợ. Từ nay mình xin chừa. Sao ba vẫn chưa về ta? Con đợi thêm chút nữa nha, chắc ba sắp về rồi đó. Chào cả nhà, ba Đốm đã về rồi đây. Ba hứa về sớm chở con đi chơi công viên, ba không giữ lời, con giận ba luôn. Chết,
Ba xin lỗi con trai, ba thực sự không nhớ gì. Hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá. Thông cảm đi con, ngày mai cuối tuần ba sẽ chở đốm đi chơi bù. Không, con không chịu đâu, ba không giữ lời, con giận ba rồi. Không sao đâu, anh cũng có lỗi với con mà em. Hôm nay hay là để ba chở con đi công viên chơi nha đốm. Không thèm ba chở đi chơi nữa đâu, con sẽ ra sân chơi với mấy bạn. Thôi kệ đi anh, giận chút xíu là hết thôi mà. À, vui quá, cho mình chơi với. Không, bạn là cậu bé không giữ lời, tụi mình không chơi với bạn nữa đâu. À, mình là người không giữ lời sao? Khi nào, việc gì chứ? Bạn không nhớ hả? Hôm trước bạn hứa là 3 giờ chiều hôm qua ra sân chơi cùng với bọn mình. Vậy mà bạn không tới, làm mình với bạn Tay To đợi bạn hoài đến khi mặt trời lặn. Ừ, ngày mai nhất định 3 giờ mình sẽ đến, mình hứa đó. Con về rồi à? Lâu rồi gia đình của mình không đi chơi công viên, hay là mai nhà mình cùng đi chơi nha con. Yeah yeah, thích quá, được đi chơi công viên. Mấy giờ anh? 3 giờ chiều mai em thấy được không? Hay ho, ngày mai sẽ được đi chơi công viên. Kìa đốm, con làm sao vậy? Sao con không chơi ở ngoài công viên cùng các bạn? Thì con không giữ lời hứa, chẳng ăn thèm chơi các bạn đôi các buổi chiều, còn con thì ở nhà đợi ba. Tại sao con không nói lại với các bạn? Tại con vui quá nên quên mất. Ba mẹ hiểu rồi, ba mẹ biết đốm là cậu bé ngoan, biết dâng lời và còn giữ lời hứa nữa. Là vô tình có lỗi thôi con, cũng giống như là ba vô tình quên lời hứa với con vậy. Ba xin lỗi con nha. Sai thì xin lỗi đốm à, nhận lỗi một cách chân thành sẽ nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác con à. Dạ con hiểu rồi. Để lát nữa ba đền bù cho đốm thêm một chầu gà rán nha. Yeah. Đốm, sao áo của con dơ quá vậy hả? Lại dọc đất nữa phải không? Mẹ cấm không được chơi dơ nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi. Đốm, lên phòng học bài cho ba, không thuộc thì ba bắt trái phạt nghe chưa? Dạ con biết rồi. Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Với em gái bé. Tại sao phải cứ học? Mình là con trai, không lẽ phải chơi búp bê mà không được kịch đất? Con lại không chịu học bài, chế phạt 5 lần bài này cho ba. Chán quá, kiếm trò nào vui vui chơi đi mấy bạn. Trò nào mới đây? Mình biết rồi, chơi trò con ngoan đi. Chơi như thế nào? Chia vai đóng ba mẹ, người đóng vai con phải làm sao để ba mẹ khen ngoan. Vậy bây giờ làm sao? Bây giờ mình sẽ làm ba, ngày mai đến Tay To, ngày kia sẽ là bụng bự. Ba ơi, con làm bài xong rồi nè. Hôm nay con ở nhà rất ngoan, ăn cơm đúng giờ, tắm rửa sạch sẽ. Con hư quá, tại sao học phải để tập võ ngay ngắn như vậy? Bài chưa gì đã thuộc rồi, ăn cơm phải ăn trễ, tắm rửa nhanh thôi, không cần phải sạch, như vậy mới ngoan. Đốm nè, tại sao như vậy mới là ngoan? Thưa ba, hôm nay con ăn rất nhiều phô mai mà ba không cho, con chưa đánh răng, quần áo con rất là dơ ạ. Con thật ngoan, như vậy mới là con của ba. Quánh từ xì ra cái gì là cái này. Hôm nay các con có gì ngoan nào? Thưa mẹ, hôm nay con quên làm bài tập, ăn cơm bằng dĩa, uống nước lọc với vòi nữa.
À, con còn quên mang sách lên trường nữa mẹ. Tại sao con lại nói cái này là sách, cái này là cái dĩa? Đây nè, cái này là cái quần, còn đây là cái xe. Mẹ ơi, hôm nay con làm bẩn cái váy rồi, còn phải vậy lên cái nồi cơm nữa mẹ. Tại sao người lớn có bắt chúng ta phải làm theo những gì người lớn muốn vậy? Mình chỉ muốn ăn thật nhiều thôi. Còn mình hả, thì muốn chơi thật nhiều, không muốn học bài. Tại sao cứ phải học nhiều như vậy chứ? Mẹ xin lỗi con vì đôi lúc ba mẹ khó chịu với con. Mai mốt không được như vậy nữa nghe chưa? Từ nay ba mẹ hứa là sẽ lắng nghe con nhiều hơn. Cái này đẹp quá ạ. Còn mình thì thích trái dưa hấu này hơn, giống y như thiệt vậy đó. Còn sớm lắm mà. Khi mẹ em phát hiện ra, mẹ dắt em qua nhà hàng xóm để xin lỗi. Em còn phải dùng tiền mừng tuổi để mua đền bạn ấy một con búp bê mới nữa. Đốm, con nhớ nha, có lỗi thì phải xin lỗi. Dạ. Và quan trọng hơn, phải tìm mọi cách sửa chữa lỗi lầm của mình nữa. Làm cái gì vậy? À, con chị. Thưa ba mẹ con đi học đây. Con xin lỗi vì đã làm dở con dây trang trí màu xanh. Đây là tiền đền bù. Đúng.
Rủ các bạn lên ăn chung mới vui. Ủa, cái cây đâu rồi ta? Siêu nhân đã nhận được tín hiệu cầu cứu, bèn bay đi luôn. Siêu nhân đã đến vừa kịp lúc đã cứu một người thoát khỏi vụ tai nạn. Ủa, hết rồi hả cô? Chưa đâu, con chưa có viết xong mà. Khi nào đốm xong, nhớ cho bà mẹ coi tiếp nha. Dạ, sau này đốm sẽ làm nhà văn đó. Chỉ cần con thích, con sẽ làm được thôi. Bà mẹ lúc nào cũng ủng hộ con hết. Rồi siêu nhân đỏ bay đi khắp nơi để cứu giúp mọi người. Cảm ơn mẹ, con đi học đây. Vậy con viết xong chuyện rồi hả? Dạ, để tối về con cho ba mẹ coi nha. Siêu nhân TikTok. Mình thích câu chuyện nhưng hình vẽ minh họa của bạn xấu quá à. Bạn nhờ người khác vẽ đi. Lúc ba còn nhỏ, ba rất thích vẽ. Nhưng rồi khi ba khoe bức tranh đầu tiên của mình, các bạn đã chê cười. Rồi ba xé bỏ bức tranh đó và quyết định không bao giờ viết hay vẽ gì nữa. Con ký vô đây đi. Đó làm gì vậy ba? Thì con cứ ký đi. Cảm ơn con. Sau đó ba cảm thấy rất hối hận. Sao ba lại ngưng làm điều mình yêu thích chỉ vì người khác không thích nó chứ? Mình hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa. Lâu lắm rồi con
vậy nè ba. Sao giờ này con mới về hả? Con làm bài tập chưa? Ngồi thẳng cái lưng lên. Lát nữa mẹ lên kiểm tra mà con còn chưa xong là ăn đòn đó nghe chưa? Lúc nào mẹ cũng mắng mỏ, bắt mình làm cái này, làm cái kia, mình sẽ lên sao hỏa sống luôn. Nghe nói người sao hỏa sống văn minh hơn người trái đất. Ủa, họ nói gì vậy ta? Nhà mình là ổn nhất. Trời mát như vậy, tắm nắng là đã nhất. Chuẩn không cần chỉnh. Mấy bạn có nghe mùi gì khác khác không? Ê, nhìn mấy bụng bự kìa. Ôi da, khét rồi. Ê ơi. Dạ. Vị ngon trên từng ngón tay. Mẹ không sợ đau bụng hả? Trời ơi, có ăn là được rồi. Mẹ mình nói hồi xưa không có bánh này ăn đâu, nên giờ có ăn thì không được bỏ sót miếng nào hết. Nhưng mà cũng là có cần mất hệ sinh như vậy chứ. Mấy bạn cứ chơi ổng treo, có cái gì mà ăn được á là mình quất hết á. Ôi da. Vừa nói là có đồ ăn liền nè. Ê, hình như trứng nó không ăn được đâu. Mắt chị không ăn được chứ. Lỡ trái trứng này có con chim non ở trong đó thì sao? Thì mình làm hột vịt lộn. Ý lộn, hột chim lộn, ăn cũng ngon mà. Eo ơi, bộ cái gì bạn cũng ăn được hả? Thiệt là ác độc. Bạn có thể gọi mình là giả thì nhẫn tâm cũng được. Nhưng mà lâu lâu có đồ miễn phí, không ăn tiếc lắm. Không được, đúng thế sao? Thiệt ra thì mình cũng có không có cái... À, mình có cách rồi. Khi mình soi trứng trước đèn sáng như vậy,
thầy sẽ thấy ở bên trong. À, có một bé chim non trong quả trứng kìa. À, mình còn có thể nghe được nhịp tim nữa đó. Ồ. Chào các cháu, có phải các cháu vô tình giữ quả trứng của cô không? Dạ, có phải là quả trứng màu xanh không cô? À, đúng rồi, đúng là nó rồi. Cảm ơn các cháu nha. Nè cô. Dạ, không có gì đâu cô. Thiệt xấu hổ quá. Lúc nãy do tham ăn, nếu mấy bạn mà không cản lại thì cháu đã chiên mất quả trứng rồi. Cháu nhận ra khuyết điểm của mình là tốt rồi. Sau này, trước khi ăn cái gì các cháu cũng phải biết xin phép nha. Dạ, tụi con biết, biết rồi. Đốm, Đốm ơi Đốm, ra đây phụ ba với con. Phụ cái gì ba? Ra dịnh phụ ba cái thang đi con. Ba đợi con xíu, hết khúc này con ra liền. Trời nắng quá chừng, kêu nãy giờ mà không thấy thằng Đốm đâu hết á. Ba ơi, ba có sao không ba? Con xin lỗi ba. Ui à, ai à. Vậy là từ nay Đốm phải phụ mẹ làm việc nhà cho tới khi ba hết đau chân ha. Dạ, ba cứ để nó cho con. Phải xuống phụ mẹ nữa rồi. Đốm, Đốm ngủ gật hả Đốm? Đốm, dọn dĩa vô phụ mẹ với Đốm. Hết rồi, rớt hết chén dĩa rồi. Thôi, Đốm đứng lên ra ngoài với ba đi, để mẹ lượm cho. Ba ơi, bây giờ con thấy con vô dụng quá, chẳng giúp gì được cho ba mẹ hết trơn. Ý Đốm là sao? Ba mẹ làm cái gì cũng giỏi, còn con đụng vô cái gì là cũng hư hết trơn. Là tại vì Đốm lười, ham chơi, ham coi tivi, không bao giờ chịu giúp ba mẹ, nên khi cần giúp thì tay chân lóng ngóng không biết làm gì hết. Ờ hả, hồi đó tới giờ con không có làm việc nhà, nên đụng tới là không biết gì hết. Từ giờ con sẽ chia thời gian ra, vừa chơi vừa làm việc nhà phụ ba mẹ. Con đi ra công viên chơi với bụng bự với tay to nha mẹ. Con muốn đem bánh theo ăn không? Dạ thôi, con có đem kẹo theo rồi. Thưa mẹ con đi. Hai cái đứa này lúc nào cũng trễ giờ hết trơn. Thế nhô Đốm, chờ có lâu không vậy? Trời dài cổ nè. Thôi mà, bạn cũng ăn kẹo cao su một mình đó thôi. Để mình dắt mấy bạn đi chơi trong này, đá cầu vui hơn trong công viên. Chỗ nào? Vườn hoa thành phố. Bạn có chắc là chỗ này đá cầu được không ông bự? Được chứ sao không? Đá cầu thôi thì bình thường quá,
vừa đá cầu vừa né hoa mới hay. Mà bạn lại vừa nhai kẹo cao su vừa đá cầu có được không đó? Trời, chuyện nhỏ. Ăn kẹo cao su không à? Tay to làm quá à. Chỉ cần đừng nuốt là được rồi. Ê, coi chừng rớt vô khóm hoa. Hay quá. Ui da. Đốm có bị đập đầu không đó? Không có đập đầu, nhưng mà mình nuốt cục kẹo cao su vào bụng rồi. Thôi chết rồi, nuốt kẹo cao su sẽ bị quấn ruột mà chết đó. Mình còn nghe nói kẹo cao su sẽ chạy ngược lên tim, quấn lấy tim, làm tim không đập được luôn. Mình không muốn chết vì cục kẹo đâu mà. Không được rồi, mình phải đưa đốm tới bác sĩ thôi. Con muốn chết vì kẹo cao su đâu mà. Bác sĩ ơi, cứu con đi mà. Bao tử chúng ta vẫn tiêu hóa được kẹo cao su nên không có chuyện quấn ruột mà chết đâu, càng không có chuyện chạy ngược lên tim. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không nên nuốt kẹo cao su, và đặc biệt là không nhai kẹo cao su hay bất kỳ loại kẹo bánh nào khi chơi thể thao, vì có thể dẫn tới hốc dị vật, rất nguy hiểm, nhớ chưa? Dạ, tụi con biết rồi, mai mốt tụi con không dám nữa đâu. Vậy là đốm không chết, làm hú hồn à. Họ vô ta nào, kêu phong ta vượt qua đều. Họ vô ta nào, kêu phong ta vượt qua núi. Leo núi thôi, đi thôi, đi thôi. Khoan đã nào, chúng ta nghỉ chân ở đây. Nghỉ ngơi xong á, chúng ta sẽ chinh phục đỉnh núi nào. Không cần đâu ba, tụi con không có mệt, mình leo luôn đi ba. Chúng ta nhớ phải nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ để giữ sức khỏe leo núi. Núi rất là cao, leo sẽ rất mệt. Mình cho bạn coi này nè, tập lâu lắm luôn mới được đó. Nè nè nè, thấy không? Đó. Wow, hay quá vậy. Ta là siêu nhân, không sợ nguy hiểm gian khổ. Siêu nhân, không cần ăn vẫn khỏe. Mình sẽ phi thẳng lên ngọn núi mà không cần đổ giọt mồ hôi nào. Phải ăn thì mới có sức để leo núi chứ. Không, siêu nhân không bao giờ biết mệt bụng bự à. Chúng ta đi thôi, kẻo muộn mất. Nhanh lên các con. Mệt quá. Bà ra, đói nữa. Mình chẳng muốn đi một bước nào nữa. Sao mọi người không hề mệt như mình vậy? Bà ra, đói quá đi. Mẹ ơi, con đói quá, không lên núi nổi nữa, con muốn ăn bánh mì. Con cũng đói nè, con cũng muốn ăn bánh mì và uống sữa nữa. Siêu nhân gì mà gió ẹt vậy chứ? Hồi nãy hai bạn nói leo lên đỉnh núi mà không cần đổ giọt mồ hôi nào mà. Thôi, gia đình ta đi cáp treo vậy. Đốm và tay to không đủ sức khỏe để leo núi đâu. Đốm, bây giờ chúng ta lên đỉnh núi mà không cần giọt mồ hôi nào nè, phải không con? Dạ, con biết rồi. Thì ra siêu nhân muốn mạnh khỏe thì cũng phải ăn uống điều độ. Đi thôi, đi thôi.
Để con dọn phụ chén dĩa cho mẹ nha mẹ. Ừ, Đốm cứ để chén dĩa ở đó, mẹ rửa cho. Con cứ lên học bài đi. Mẹ cực quá chừng. Hay để con phụ mẹ cho. Không cần đâu, chăm sóc mọi người là niềm vui của mẹ. Đốm cứ lên học bài rồi đi ngủ sớm là được. Dạ, vậy con xin phép lên học bài. Ồ, sắp tới sinh nhật mẹ rồi, phải làm món quà gì tặng mẹ mới được. Chắc chắn mẹ sẽ thích con robot cho tự tay mình ráp ráp này. Mẹ ơi mẹ, con tặng mẹ món quà sinh nhật này. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Mẹ cảm ơn Đốm nha. Mẹ thích con robot này lắm. Cái này do con tự lắp ráp phải không? Dạ. Chắc chắn sẽ làm mẹ bất ngờ cho coi. Đúng rồi đó, robot đẹp như vậy ai mà không thích chứ. Cuối cùng đã tới ngày sinh nhật của mẹ, giờ chỉ việc gói robot và tặng mẹ thôi. Ê Đốm, bạn đang gói robot tặng ai vậy? Tặng mẹ, vì hôm nay là sinh nhật của mẹ mình mà. Hả? Bạn tặng con robot nhân ngày sinh nhật hả? Có vẻ không ổn lắm. Chỉ có con nít như tụi mình mới thích chơi robot thôi, chứ người lớn đâu có thích chơi robot đâu. Ờ hả? Mình quên mất. Bây giờ phải làm sao đây? Đừng lo, hay bây giờ ba đứa mình về nhà làm bánh kem tặng mẹ đi. Đúng đó, bây giờ làm nhanh vẫn còn kịp. Có cái gì không ổn lắm. Thôi kệ đi, chắc không sao đâu. Sao căn nhà tối thui vậy mấy đứa? Trời ơi, mấy đứa làm gì vậy? Dạ, con chúc mừng sinh nhật mẹ. Cảm ơn Đốm. Mẹ xúc động lắm. Nhưng sao các con dính bánh kem tùm lum vậy? Dạ, mới đầu con ráp robot tặng mẹ, nhưng mà tụi con nghĩ là mẹ không thích robot nên tụi con mới tức tốc làm bánh kem đó mẹ. Mẹ cảm ơn Đốm rất nhiều. Món quà lớn nhất mẹ nhận được hôm nay chính là tình yêu thương của con dành cho mẹ, chứ không phải bất kỳ món quà nào hết. Nào, bây giờ mẹ Đốm cắt bánh kem cho tất cả các bạn cùng ăn nha. Yeah! Vui quá! Đốm, bạn đã sẵn sàng chiến đấu với pizza siêu đặc biệt chưa? Sẵn sàng, thưa đồng chí. Wow, mở nhanh đi bụng bự, chịu ít nổi rồi. Wow, đây có phải là bánh pizza phủ phô mai, phủ xúc xích, phủ thịt bằm, phủ lạp xưởng anh? Ôi da, đau quá. Đúng rồi, đây chính là bánh pizza phủ phô mai, phủ xúc xích với phủ thịt. À, cắn lưỡi đau quá. Nhưng điều đó không cản lại được tình yêu của mình với pizza đâu. Đã quá. Cứ như là đang bay á. Đốm ơi, bụng bự ơi. Chết rồi, tay to đến đó. Thì có sao đâu. Thì mình phải chia cái bánh này với tay to nữa chứ sao. Ờ hả? Cái bánh này hai đứa mình ăn còn ít nữa, chia cho tay to sao đủ ăn. Thôi mình giấu cái bánh đi, đừng cho tay to thấy, vậy là mình khỏi phải chia với tay to. Được đó, giấu nhanh lên, tay to sắp vào rồi. Bụng bự ơi, bụng bự đâu rồi? Hả? Chết rồi, tay to vô rồi, giấu ở đâu bây giờ? Giấu lại với bạn đi. Hello bụng bự, hello Đốm, hai bạn đi làm gì ạ? À, tụi mình đang đập con mũi nó cứ bay tùm lum à. Thôi, đừng đập nữa, mình có đem đồ ăn qua cho hai bạn nè.
không bự lắm, mà mấy bạn cứ ăn cho mình vui nha. Thiệt xấu hổ. Xấu hổ với ra to quá. Bạn đem cái bánh tới chia sẻ với bọn mình, còn bọn mình thì ích kỷ, giấu cái bánh pizza này đi. Thiệt xấu hổ quá chừng. Thôi, không sao đâu. Dù sao bây giờ ba đứa mình cũng có tới hai cái bánh rồi nè. Vui lên nha. Cảm ơn tay to. Nhờ bạn mà tụi mình đã học được bài học và sự chia sẻ trong tình bạn. Đúng là bụng bự. Đớp, đang làm gì vậy? Vào đi, mình đang suy nghĩ. Sắp đi học nên lo chứ gì. Mình đang nghĩ xa hơn về nghề nghiệp tương lai của mình. À, mình thì chỉ muốn á, công việc đó đúng với sở thích của mình, như vậy là mình đủ hạnh phúc rồi. Ai cái đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ bán không? Ai cái đồ điện tử hư cũ bán không? Lại thu mua nữa. Mà thu mua để làm gì ta? Có chuyện gì hả? Mình cứ tò mò, không biết chú đó thu mua để làm gì nữa. Thì mua làm đồng nát. Chắc về chú xài á. Toàn đồ hư không sao mà xài được. Có khi nào chú đó thu mua để lọc thiết bị còn dùng được, lắp ráp thành một con robot thật là to để phá trái đất này không? À, có khi nào như vậy không ta? Thì giỏi thử đi. Nếu được thì tụi mình sẽ là ba anh hùng cứu đất nước ta. Đồng ý. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ bán không? Kìa rồi. Đèn pin hả? Bự như vậy thì làm gì ta? Là con mắt của robot đó. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ bán không? Máy tính hả? Chắc là để điều khiển con robot. Ừ, đúng rồi đó. Mình thấy trên phim á, hay như vậy á, hẳn là một hệ thống điều khiển khổng lồ. Hèn chi, bữa mua nhà mình một bộ rồi, giờ chú đó vẫn mua tiếp. Cassette chi vậy ta? Chắc là để phát tiếng nói của con robot kiểu như là... Tiêu diệt, tiêu diệt. Nghe ghê quá à. Thầy To, đừng có sợ, mình có ba người mà, theo dõi tiếp coi sao. Hôm nay được nhiều đồ ghê. Chết rồi, chú đó mà vào nhà thì sao mà dòm tiếp được. Trời ơi, xong vô là sẽ thấy con robot chứ sao. Chú kia, con robot đâu? Ta đâu có bán robot đâu. Nhưng mà có mua đó, mấy con có hả? Không, cái con của chú á. Ta làm gì có con nào. Chú nói dối, chú thu mua đồ về để ráp thành con robot mà. Mấy đứa đang nói cái gì vậy? Chứ... chú mua về làm gì? À, ta mua để sửa rồi bán lấy tiền chứ sao. Chỉ vậy thôi hả chú? Vậy thôi. Trời ơi, tưởng gì kinh khủng lắm. Chứ công việc chán phèo này mà chú cũng làm được nữa hả? Làm chứ, ta thích máy móc mà. Nhưng mà ngày xưa ta không ngoan, không chịu đi học, nên bây giờ chỉ còn nghề này nuôi ta qua ngày và thỏa mãn đam mê máy móc là được rồi. À, tụi con hiểu rồi. Nhưng chú có cảm thấy hạnh phúc với công việc nào? Có chứ. Thực ra công việc tương lai không nói trước được, còn tùy vào khoảng thời gian con lớn lên và yêu thích cái gì. Nên nếu con chịu cố gắng ngay từ bây giờ bằng việc đơn giản là chăm ngoan, học giỏi và không bao giờ từ bỏ sở thích của mình, thì dù là công việc nhỏ hay lớn cũng đều làm con cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày rồi. Có luôn hả chú? Có chứ, thử tin lên. Dạ. Bà kiểm tra thì lại bị điểm thấp. Hôm trước bị mẹ la, bụng bự vô lớp, cứ khoét loét đồ chơi mới, chán quá. Nè anh quá khứ, anh làm cho cậu chủ chỉ nghĩ về chuyện cũ mà không chịu làm gì hết à? Đúng rồi đó, cậu chủ không thèm nghĩ tới tương lai là tôi đây nè, mà cứ suốt ngày nằm trong phòng thôi. Chính anh hiện tại tạo ra toàn kỷ niệm buồn, anh còn đổ thừa cho tôi nữa hả? Ủa, sao lại có ba bông hoa ở đây? Xin chào cậu chủ, chúng tôi là ba bông hoa đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu chủ nè. Thì ra là vậy, nhưng sao các bạn cứ cãi nhau inh ỏi vậy? Tất cả là do anh quá khứ, cứ chiếm lấy cậu chủ, làm cậu chủ nghĩ về chuyện buồn cũ rồi ủ rũ hoài đó. Đúng rồi đó, bông hoa quá khứ, sao vậy lúc nào cũng làm mình buồn vậy? Không phải đâu, nếu hiện tại cậu tạo ra việc làm tốt thì đâu phải như vậy chứ. Tôi nghĩ tốt nhất chúng tôi không làm việc với anh nữa, như vậy thì cậu chủ mới vui vẻ, cùng với tôi tạo ra nhiều kỷ niệm mới. Nhưng quá khứ quan trọng lắm,
hai anh không thể không có tôi được đâu. Đúng rồi đó, mình không cần bạn nữa đâu. Từ bây giờ bạn sẽ không thể làm cho mình buồn nữa. Nè Đốm, xài cái viết mình cho mượn á, cho cẩn thận nha. Biết rồi mà. Trời đất, hôm trước đã làm hư một cây rồi, sao bạn không cẩn thận gì hết vậy? Hôm trước mình làm hư hồ nào, đừng có xạo nha. Bạn bè gì mà ích kỷ, không muốn cho mình mượn nữa thì nói đi. Sao bạn nói chuyện kỳ vậy? Từ nay mình không muốn chơi với bạn nữa. Bố mỡ đừng buồn nữa. Tụi mình làm bạn bao nhiêu lâu rồi, biết bao nhiêu kỷ niệm, đã làm gãy cây bút, còn nghĩ chơi mình nữa. Cậu chủ không nhớ về chuyện cũ hết à. Nè con, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, về nhà là phải cất đồ gọn gàng chứ. Mẹ dặn có hồi nào, con đâu có nhớ đâu. Cất thì cất. Hôm nay con dám trả lời với mẹ như vậy đó hả? Như vậy là hổn có biết không? Từ nay ba cấm không cho con đi đâu chơi hết. Ở nhà dọn dẹp nhà cửa, học bài cho ba. Tại sao lại như vậy? Con sẽ không nghe lời ba đâu. Tại sao không có quá khứ mà cậu chủ vẫn còn buồn nhiều quá vậy? Mình hiểu rồi. Nhưng ngay hiện tại của mình mà cậu chủ làm gì không đúng thì vẫn phải gặp chuyện làm cậu chủ buồn thôi. Mình phải làm sao đây? Phải đi tìm anh quá khứ về thôi. Anh quá khứ ơi, anh ở đâu? Hai anh tìm tôi hả? Quá khứ ơi, cho mình xin lỗi nha. Mình trách sai bạn rồi. Cậu chủ có cần tôi nữa đâu. Cậu chủ rất cần anh đó quá khứ à. Phải có quá khứ, cậu chủ mới nhớ được những việc gì là sai mà tránh không làm nữa, mới biết rút kinh nghiệm để hiện tại làm việc đúng. Có như vậy, tương lai cậu chủ mới tốt đẹp được. Đúng rồi đó quá khứ, tôi có lúc buồn, cũng có lúc vui. Hiện tại, mình phải biết làm việc nào là đúng thì quá khứ mới có vui nhiều được. Ba bạn đều quan trọng với mình, hãy luôn bên cạnh để giúp mình làm nhiều việc tốt hơn nha. Đồng ý. Dạ, mời chị vào nhà chơi. Tôi có đem qua cho chị mấy cái khuôn làm rau câu, quả tiết đẹp lắm nha. Thích quá, em vừa có ý định sẽ làm món đó đãi cả nhà đó. Chị đợi em một chút nha, em có món này hay lắm nè. Gì mà bí mật dữ vậy mẹ Đốm? Bánh flan phô mai que ở trong tủ lạnh đâu hết rồi? Con hết rồi. Sao có ăn mà không xin phép mẹ? Sao phải xin phép? Con phải mẹ làm tất cả cho con sao? Dù là mẹ có thể cho con ăn hết, nhưng con cũng phải xin phép mẹ, biết chưa? Không, vậy có gì khác biệt đâu. Trước sau gì con cũng ăn thôi. Mẹ rất buồn về điều này. Bây giờ mẹ không còn bánh để đãi mẹ bụng bự nữa. Không được lắc. Vui lòng đọc mã số khách hàng. Hả? Mã số gì? Rắc rối quá à. Em có nhận đồ chuyển phát nhanh của anh không vậy? Ờ, dạ không. Đồ gì anh? Mà họ gửi lâu chưa? Tin nhắn báo cho anh là đã chuyển hàng thành công rồi mà. Sao kỳ vậy ta? Nếu em không nhận thì là... Chắc là Đốm ký nhận đó. Mình không tin là mình không bỏ đi cái hộp này. Đốm, tại sao con dám? Tại vì con không biết là... Lại là không xin phép nữa phải không Đốm? Đây là vật phẩm riêng tư của ba, gửi cho ba một màu âm thanh để làm nghiên cứu. Sao con dám tự nhiên sử dụng đồ của người khác vậy? Con tuy chúng ta cùng chung một nhà, nhưng cũng phải có quy tắc của nó con à. Ba mẹ không tiếc gì với con hết, nhưng con muốn làm gì ngoài đồ vật của riêng con thì con cũng phải xin phép người khác. Đó là phép lịch sự, nghe chưa? Dạ con biết rồi, con không dám tái phạm nữa đâu. Vậy thì tốt, nhớ đó nghe chưa. Ba
ba mẹ bận về thăm ông bà rồi, cho nên chắc chỉ về thăm ông bà thôi con. Chắc là mới nghe ai đó khoe được đi du lịch chứ gì. Dạ đúng rồi đó, bạn con đi chơi lung tung hết luôn. Ba mẹ cũng cho con đi đi. Đi xong rồi về thăm bà sau. Con thì được nghỉ hè, chứ ba mẹ vẫn đi làm mà. Ba mẹ chỉ xin nghỉ được có đủ ngày để về thăm ông bà thôi. Ủa, năm nào cũng đi có một chỗ, chán phèo. Khát nước ghê luôn. Mà sao ba mẹ đi đâu hết rồi ta? Gửi ba đốm. Cái gì đây ta? Vòng cổ giúp thực hiện điều mong muốn. Cách dùng: đeo sát vào cổ, nói lớn điều mong muốn và nhấn nút màu đỏ. Wow, đúng thứ mình cần rồi. Mượn ba thứ coi sao. Ước gì ta có thể tự mình đến được cuối cánh rừng bên kia. Ủa, sao lại ghê? Sao mình vẫn còn ở nhà vậy ta? Hello cậu bé, chúng ta bắt đầu thực hiện điều ước nào. Cái gì vậy? Sao lại siết cổ mình? Vì bạn chưa chịu đi đến cuối khu rừng nên mình siết thôi. Là sao? Ý là mình sẽ ở trên cổ bạn đến khi nào bạn thực hiện xong điều ước thì mình mới tháo được. Còn nếu bạn không chịu làm thì cứ 5 phút mình lại siết chặt cổ bạn thêm một chút. Trời đất ơi, sao thầy giấy nói bạn giúp mình thực hiện điều ước mà? Ờ, thì mình đang giúp mà, có chịu đi không? Vậy mình sẽ tháo ra. Không được đâu, bao giờ bạn thực hiện xong điều ước thì mới tháo được. Mệt quá, đi không có nổi nữa rồi. Dậy đi ngay, không mình siết à. Cho mình nghỉ tí đi, mình mệt quá à. Thì bạn muốn đi du lịch đến cuối khu rừng mà, phải thực hiện vui vẻ lên chứ. Nhưng không phải theo cách này. Không nói nhiều, đi mau, không trời tối, còn về nhà nữa. Quan hô, bạn đã hoàn thành được điều ước rồi. Mệt quá đi, mệt quá. Bạn còn muốn đi du lịch nữa không? Mình dẫn đi tiếp nha. Thôi thôi, mình không có đi nữa đâu, ở nhà còn hơn á. Chứ bạn tưởng là cứ ước là được hay sao? Muốn được cái gì cũng phải có quá trình của nó chứ bộ. Nhưng mà tôi to được ba mẹ dẫn đi du lịch kìa. Là vì bạn ấy học giỏi, lại ngoan ngoãn nên được thưởng. Rồi bụng vừa đi học bơi nữa. Là vì bạn ấy béo quá nên phải học bơi cho khỏe mạnh. Ông lẽ mình không được gì hết hả? Không phải bạn không được gì cả, chỉ là hoàn cảnh đôi khi không phù hợp thôi. Ước muốn được gì thì cũng phải có quá trình, có sự cố gắng riêng của bản thân, mà cũng phải cần có thời gian hợp lý nữa thì mới đạt được, chứ không phải ước gì là được liền đâu. Ba mẹ bạn đi làm nhiều để có tiền chăm sóc cho bạn, ông bà thì lại lớn tuổi rồi, bạn phải hiểu và thông cảm chứ. Cảm ơn bạn nha, mình hiểu rồi. Hè này chị chơi với ông bà thôi. Thời tiết nắng nóng quá à, cây cối nào chịu cho nổi. Người mình đây còn muốn héo nên nói chi là cây. Ủa, các bạn có nghe tiếng gì không? Hình như có tiếng ai đó khóc đó. Hả? À, ở đây nè các bạn. Khó chịu quá đi. Bạn trai ơi, sao bạn đứng đây khóc vậy? Ông chủ của mình đi vắng dài hôm, chả ai tưới nước chăm sóc cho mình hết. Chắc mình chết quá à. Tụi mình sẽ chăm sóc cho bạn dài hôm. Tụi mình cũng muốn chăm sóc cho cây nữa. Thật vậy hả? Các bạn thật là tốt bụng. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Nè, hôm nay tới lượt đốm đi xách nước tưới cho cây đó nha. Cái gì vậy trời? Sao tới lượt mình nhanh vậy? Chứ sao nữa, hôm qua mình đã đi lấy nước rồi. Hôm trước mình cũng đã bắt sâu cho cây rồi. Cứ như vậy, chả nhớ được tới nhiệm vụ của ai hết đó. Tới lượt của mình á, thì làm đi, bạn còn than gì nữa. Ai nói bạn là mình than hả? Thôi thôi, hai bạn dừng lại đi. Mấy bạn làm như vậy không sợ bạn gây buồn hả? Các bạn cứ mặc kệ mình đi. Đó, bạn thấy chưa? Bạn làm cho cây buồn rồi kìa. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Mình có ý này hay nè. Vì bạn cây có 3 cành, mỗi bạn sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc 1 cành. Như vậy là công bằng. Ờ ha, được á, vậy thì đốm sẽ không hơn thua nữa. Được thôi, quyết định vậy đi. Ui da, à, da, ui da. Ủa, bạn cây có bị sao không vậy? Cành bên đây của mình đang bị sâu ăn lá. Ây da, đau quá à. Là cành cây của bụng bự.
Đúng rồi, hôm trước Bùng Bờ có nói là phải đi thăm ông bà mấy hôm nữa mới về. Bạn hát chịu đựng nha. Nhưng mà mình khó chịu lắm, cành cây đó héo khô rồi. Mình biết sao được, mình cũng giúp bạn. Nhưng mà đó là cành cây của Bụng Bự. Hẹn gặp lại bạn sau nha. Hả? Sao bạn cây lại ra nông nỗi này vậy? Chắc là do cành cây của Bụng Bự mấy hôm nay không được chăm sóc cho nên cây bị dậy đó. Mình mệt quá, không gượng nổi nữa rồi. Trời ơi, mình đi vắng vài ngày, sao bạn lại mặc kệ? Tất cả là tại bạn á. Các bạn mau tìm cách cứu cây đi. À, ông chủ đã về. Hả? Thì ra ông chủ của cây là ông Tiên á hả? Chính là ta. Tụi con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho cây. Tất cả là tại mình. Mình cứ nghĩ không phải trách nhiệm của mình nên mình đã làm cây bị héo. Các con đều có lòng chăm sóc cho cây, ta rất là cảm kích. Nhưng qua chuyện lần này, các con phải biết, khi cùng làm chung một việc gì đó thì ai cũng có trách nhiệm to lớn cả. Dạ, dạ tụi con hiểu rồi. Ba ơi ba, có chuyện gì mà chạy dữ vậy con? Bụng Bự hẹn con chiều nay chơi đấu vật, mà bạn đó mập như vậy, con sợ thua với bạn đó mất. Như vậy thì sẽ mất mặt với tay to lắm. Mày giúp con nha. Trời, nhưng mà tại sao tự nhiên hai đứa lại hẹn đấu vật vậy? Bạn đó cứ khoe bạn nó khỏe rồi còn khoét lát với tay to nữa. Con không tin bạn đó nói thật, rồi bạn thách con đấu vật đó ba. Chà chà, ba thì không có ủng hộ việc này đâu nghe. Nhưng mà ba sẽ giúp con không bị bạn giật te tua. Hay quá, có cái gì mà làm con mạnh hơn hả ba? Không phải đâu, cái này nó chỉ giúp cho con có sức khỏe bằng với Bụng Bự thôi. Hả? Là sao á ba? Con có thấy khi đấu vật người ta chia ra nhiều hạng cân không? Đó là do người ta muốn có sự công bằng con và Bụng Bự. Ồ, hay quá, con cảm ơn ba nha. Nhưng mà con phải nhớ, sau khi cân bằng con chỉ được dùng sức một lần thôi. Nếu muốn cân bằng lại con phải bấm cái nút này lại đó nghe. Dạ con biết rồi. Nè, mang theo cái gì vậy? Tính ăn gian hả? Mình mà còn ăn gian bạn hả? Đây là cái máy giúp cho mình và bạn, ngang tài ngang sức đó. Nhưng sao phải sử dụng nó vậy đớm? Bụng Bự mập như vậy, nặng hơn mình, đấu vật với mình thì làm sao công bằng được. Phải dùng cái máy này để cân bằng hai bên đó. Tưởng gì, dù sao á mình cũng thắng bạn thôi. Được rồi, hai bạn chuẩn bị chưa? Bắt đầu. Hôm nay đốm thiệt là lợi hại, ngang tài ngang sức với Bụng Bự luôn. À, sao hả? Bụng Bự đã biết sự lợi hại của mình chưa? Bạn hay lắm, nhưng mà cứ như vậy á, chúng ta sẽ không phân thắng bại được đâu. Con trai á là phải rõ ràng, mai tụi mình đấu tiếp. Trời ơi, lại nữa hả? Bây giờ có dùng tấm thảm này cũng đâu có phân thắng bại được, làm sao thắng Bụng Bự bây giờ? À, mình có cách rồi. Nếu mình ngang sức với Châu, giờ là mình có thể mạnh hơn cả Bụng Bự rồi. Bạn Châu ơi, bạn bấm vào cái nút này đi. Có chuyện gì hả Đơm? Chuyện gì vậy nè? Cảm ơn Châu nha. Mình đây đây. Cứu mình với. Cứu mình với Đơm ơi. Bạn dù có sao không? Mình giúp té rồi bị cục đá này rớt từ đầu xuống đè chân mất rồi. Đến giúp mình với. Chết mình rồi, nếu mình dùng sức lấy cục đá này ra thì sẽ mất đi sức mạnh của Châu. Mà không được, không thể để mặt chuột được. Cảm ơn đốm nhiều lắm. Thôi mình có việc phải đi rồi, mình đi đây. Không cần phải đi nữa đâu. Ủa, tao Bụng Bự sao lại ở đây? Bạn đã sử dụng sức mạnh có được để làm điều tốt, tụi mình thấy hết rồi. Không có nên thi thố, hơn thua với bạn như vậy, ai khỏe hơn á cũng không quan trọng đâu. Quan trọng á là mình biết sử dụng nó cho việc tốt. Mình cũng xin lỗi vì mém gian lận. Ừ.
Lần này chắc chắn là trúng rồi. Chúc bạn may mắn lần sau. À, lại không trúng nó rồi. Con vẫn quyết tâm mà, không sao đâu con. Nhiều khi may mắn nó chưa tới lần này thôi. Nhưng người may mắn sẽ trúng được chiếc xe điều khiển đời mới nhất đó ba. Con thích sự đó lắm luôn. Thôi, con đi lên phòng đây. Ai gõ cửa vậy ta? Chiếc nón may mắn có nghĩa là mình đội lên thì mình sẽ gặp may mắn hả? Cũng hợp với mình đó chứ. Nhưng sao mình chưa thấy may mắn gì hết vậy ta? Đốm ơi, xuống ăn thịt chiên nè con. Hả? Hôm nay mày làm món thịt chiên mình thích kìa. Yeah. Thịt chiên này làm ngon quá đi. Ăn no quá. Chiếc nón này hay thiệt đó. Mình phải đi thử một vòng thêm sao? Đốm ơi, may quá. Hôm trước bạn cho mình mượn cây viết lúc làm bài kiểm tra. Nay mình đem cho bạn mượn cuốn truyện mới nhất nè. Wow, cảm ơn bạn nha. May quá, mình mà đi chậm tí nữa thì chỗ đó rất trúng đầu mình rồi. Cái nón này đúng là may mắn. Có nó thì lúc nào mình cũng hạnh phúc. Đốm ơi Đốm, nhà mình có làm hai cái bánh tính mang cho bạn với Bụng Bự. Nhưng mà Bụng Bự bị đau bụng nên mình cho bạn hết luôn nè. Thích quá vậy, vậy mình ăn nha. Cái nón đó thiệt là tuyệt vời, phải lấy của nó thôi. Ơ, à, ê, con quả kia, trả lại đi. Ê, ơ, ây da, ơ, ê, thôi rồi, không có cái nón thì mình toàn gặp chuyện xui không, mình sẽ không thấy hạnh phúc nữa. Ủa, ừ, dạ con ơi, có chuyện gì vậy? Em lạc mất mẹ rồi. Em tội nghiệp quá không? À, tụi anh sẽ giúp em. Nè. Nhìn gà con hạnh phúc chứ kìa. Cái bắp của tôi. Ủa, có chuyện gì vậy cô chuột? Cô đi chợ mà làm mất cái bắp rồi. Tiền ăn cả nhà cô ở đó. Tụi con sẽ giúp cô. Cái bắp của tôi. Cảm ơn hai đứa nhiều nha. Chuột con không bị đói nữa rồi. Thiệt là may quá. Nhìn cô chuột thiệt là hạnh phúc. Ồ, mình chợt nhận ra không có cái nón may mắn mà mình cũng thấy hạnh phúc nữa nè. Mình thấy thật là bình yên khi mình có thể giúp đỡ người khác bằng chính sức lực của mình. Đây mới là hạnh phúc thật sự đó Đốm à. Ba ơi, con trả ba nè. Ủa, nón gì đây? Con biết cái nón nó là ba cho con, muốn con được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà con nhận ra hạnh phúc không chỉ do may mắn mà có được, mà trong lòng cảm thấy thật sự bình yên khi có thể giúp đỡ người khác, đó mới là hạnh phúc thật sự đó ba. Giỏi lắm con trai. Giờ thì cùng với ba vô ăn cơm nha. Dạ. Đốm và Bụng Bự dẫn lèo nha. Còn mình sẽ vào rừng hái nấm và trái cây. Bụng Bự, sao bạn lại làm cái chiếc cọc của mình vậy? Ờ, mình đâu có, mình... Kìa, hai cái dây kia kìa, tự nhiên, cục đứt luôn kìa đó. Chắc chắn là có kẻ phá hoại chúng ta. Thì, nhưng là ai? Không biết là ai nữa, nhưng thôi, mình nhăn liều lại đi. À, mình biết là ai rồi. Dây đứt á, là do bị cắn nè. Kẻ phá hoại ở đây nè Bụng Bự. Nè, giỏi thì lên đây nói chuyện nè. Sao phá hoại vậy? Làm gì mà la hét ồn ào quá. Nè nè nè, sao mấy bạn phá lều của tụi mình vậy? Ai phá ai? Mấy bạn phá các người phá đó. Ai phá ai? Mấy bạn phá đó. Mấy bạn phá mấy người phá đó. Không có đâu bạn phá. Nếu để vậy thì quýnh nhau đi. Ai thắng thì người kia phải chịu mình là kẻ phá hoại được không? Hả? Ngon vào vô. Đây cũng đâu có sợ à. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó. Thưa bác, cái bạn chuột chuỗi đi nè, phá hoại lời của tôi con. Ai biểu mấy người làm cho nhà của chúng tôi đen tối là cái gì? Hồi nào, đừng có nói vậy nha. Thôi, cho ta can đi. Bây giờ ta sẽ xử thắng cho ai mà đánh bật được con Bismarck cao su này rớt xuống đất, được chưa? Chuyện nhỏ à, để con. Yeah!
Vậy nghe, nếu như không phải là Miss Mark, có phải người bị tổn thương và đau sẽ là tụi con và chính bạn của mình không? Tụi con đang tranh cãi xem ai là người có lỗi, ai là kẻ phá hoại người kia, có đúng vậy không? Vậy đánh nhau có phân được ai có lỗi không? Dạ, dạ không ạ. Vậy sao thay vì đánh nhau thì mỗi người nhường nhau một chút? Nhà chuột đã có trước thì mình dời liều sang chỗ khác. Còn chuột muốn bạn dời đi, sao không đề nghị rõ ràng, có phải là ổn hơn không? Dạ phải, đúng vậy. Đốm, xin lỗi bạn. Ơ, chuột, mình xin lỗi bạn nha. Cho mình xin lỗi nha. Xin lỗi bạn nha. Thấy chưa, mọi chuyện đều luôn có cách giải quyết hết mà. Chỉ cần mình bình tĩnh thôi, hiểu không? Dạ. Hết giờ làm bài rồi các em. Các em nộp bài cho cô rồi ra về nhé. Cô tiêu rồi, kiểu này lại bị không điểm cho coi. Ngày gì mà xui vậy trời. Mấy hôm mình học bài chăm chỉ thì con không kiểm tra, hôm qua không học bài thì hôm nay kiểm tra đột xuất. À, hôm nay xui xẻo làm tâm trạng mình không được tốt, phải chọc bạn bỏ vàng mới được. Gì kỳ vậy, cái tổ ong mà cũng chống đối mình nữa hả? Thì là bực mình mà. Cô tôi xui hết chỗ nói luôn đó. Sao lại té tua vậy hả Đôm? Ông tin ông thấy sao còn hỏi. Con thiệt là xui quá mà. Ta thấy là do con thôi, sao lại đổ thừa cho xui được? Rõ ràng là xui mà. Ông tin có cách nào làm cho con hết xui không? Đương nhiên là có chứ. Đây là chiếc túi đựng sự xui xẻo, con hãy thổi vào đây rồi cố chặt lại. Vậy là sự xui xẻo của con sẽ nằm hết ở đây đó. Ồ, hay vậy, con cảm ơn ông Tiên nhiều. Nhớ, phải giữ cho thật kỹ đó nha. Dạ, con biết rồi. Lại ăn chuối nè con. À, hôm nay có chuối hả mẹ? Để con ra mở cho. Tụi mình qua học bài chung với bạn nè. À, hay quá, giờ học gì chơi, các bạn vô đi. À. Trời ơi, là cuốn tập bạn mượn mình. Bắt đền bạn đó. Đau quá đi. Hả? Trời ơi, con bị điểm thấp mà giấu mẹ hả? Thưa con mẹ bạn té sưng chân luôn rồi nè. Bạn thiệt là tệ đó Đốm. Trời ơi, mình đã có sự xui xẻo vô cái túi rồi mà. Sao giống xui vậy ông Tiên ơi? Giờ thì đã hiểu chưa Đốm? Do dù kiểu gì con không biết xui được hả ông Tiên? Trời ạ, con vẫn không hiểu sao. Tất cả sự xui xẻo này là do con tự tạo ra đó thôi. Nếu con chịu chăm chỉ thì cô kiểm tra đột xuất con cũng làm bài được. Nếu con không có ý chọc bạn bò thì cái tổ ong đó đâu có rớt xuống. Rồi còn vỏ chuối con dứt lung tung nữa. Nếu con không làm sai thì con đâu gặp những chuyện này, đúng không hả? Hả? Thì ra tất cả là do con sao? Cuộc sống có lúc may mắn, có lúc gặp xui xẻo. Miễn sao con làm việc đúng, không hổ thẹn với bản thân mình, cố gắng vượt qua những lúc khó khăn, vậy thì may mắn mới đến nhiều hơn sự xui xẻo được. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Con có lỗi với mẹ lắm. Mình xin lỗi bụng bự vì cuốn tập nha. Con biết sai là tốt rồi. Mấy đứa phụ mẹ dọn dẹp rồi hãy đi chơi nghe. Dạ. Trời, càng ngày càng lạnh, tay mình tê cứng hết rồi nè. Mình thấy mát mà, mỗi năm á chỉ được mấy ngày như vậy thôi, phải tranh thủ tận hưởng chứ. Người bạn tàn mỡ không mà, không lạnh là phải rồi. Thêm vài đứa nhỏ nữa là xong việc. Nhìn
đáng sợ quá à. Gì mà thêm vài đứa nhỏ nữa? Chẳng lẽ bà ta là phù thủy chuyên bắt cóc con nít hả? Đáng sợ vậy? Thôi tụi mình đi trốn đi, không thôi bà ta bắt đó. Nhưng mà bà ta bắt cóc con nít làm gì vậy ta? Theo như mình coi trên tivi á, thì bà ta sẽ mang về bỏ con nít vô một cái chảo lớn rồi nấu thành thuốc độc đó. Nếu mà như vậy thì không biết bao nhiêu bạn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm đó. Tụi mình phải làm gì mới được? Nhưng mà phải làm gì bây giờ? Phải theo dõi bà ta đến tận chỗ ở mới được. Tiêu rồi, muộn ta đã vô được nhà của chuột. Bà ta bắt chuột đi mất. Lại thêm một đứa nữa. Chắc chắn các bạn nhỏ khác đang ở trong cái túi đó, mới đuổi theo. Bà ta kìa, lúc vô. Trời ơi, là nhà mình. Không lẽ muộn ta định bắt mình đi hả? May là bạn đang đi với tụi mình á. Ba mẹ mình đang ở trong nhà, lỡ bà ta không tìm được mình rồi tấn công ba mẹ mình rồi sao? Mình nghĩ bà ta sẽ không dám làm gì người lớn đâu. Tức thiệt, không có đứa trẻ nào ở nhà hết sao? Nếu không làm thì sẽ không hoàn thành được vô đại coi sao. Trời ơi, đó là phòng của mình đó. Bình tĩnh đi, bạn đang ở đây với tụi mình mà. Vậy là xong hôm nay. Về sao lại xong? Chẳng lẽ bà ta bắt luôn ba mẹ của mình đi rồi hả? Thôi nguy rồi, đuổi theo thôi. Lẹ lên. Tụi em nằm kia, không phải cái bạn nhỏ và ba mẹ tên con ra đây đây. Ủa cái gì vậy nè? Phù thủy kia, cô thả người ra. Con nói cái gì vậy? Thả ai ra? Bà còn không chịu nhận nó hả? Hãy xem chúng tôi đi. Có phải là ông già Noel không? Ta đây, các con sao lại tấn công bạn ta vậy? Hả? Là bạn của ông sao? Đúng vậy, mấy hôm nay ta bệnh, nhờ có người bạn già này đi tặng quà cho các bạn nhỏ giúp ta đó. Thì ra là vậy sao? Sao nhìn bà ta giúp phù thủy quá vậy? Còn cái túi kia nữa? Túi đó là túi đựng quà của ta đó. Tuy bề ngoài bà như vậy, nhưng bà rất tốt bụng. Các con đâu thể đánh giá người ta qua bề ngoài của họ được, đúng không nào? Tụi con sai rồi, tụi con xin lỗi bà. Ta không sao đâu, các con biết sai là tốt rồi. Sẵn đây, ta tặng quà cho các con, giúp ông già Noel luôn nha. Yeah, mình ơi. Sao con không ngồi vào bàn mà đọc? Đọc kiểu này hư mắt đó. Có sao đó mẹ, con đọc một xíu thôi mà. Sao con không lại chỗ mà có ánh sáng đọc? Đọc như vậy sau này bị cận thị đó con. Dạ, con đọc một tí xíu thôi ạ. Không có sao đâu. Sao kỳ vậy trời? Mắt mình bị sao vậy ta? Mình không có thấy gì hết á. Chuyện gì xảy ra vậy? Mình bị sao rồi nè? Cả thế giới này là của ta. Các người mau cút khỏi nơi này để ta mạnh tay. Là ai? Ai vừa lên tiếng vậy? À, các người đem cả đội quân đến địa cầu chúng ta hả? À, có đội phi cơ chiến nữa. Ta không có sợ ngươi đâu. Giờ thì tấn công đi. Giỏi, cho kẻ đánh lén. Nó là anh hùng thì xưng danh. Rồi ra chiêu đi, ta không sợ đâu. Đau quá. Chúng đông lắm, một mình không thể chống cự được. Phải đi tìm đồng minh hỗ trợ thôi. Đường hầm, các người bắt tay về đường hầm thời gian. Thả ta ra, thả ra. Đến. Đúng rồi, con có sao không vậy? Ba mẹ ơi, ghê quá đi. Người ngoài tin tấn công con, rồi bắt con đi nữa. Con đọc truyện tranh nhiều quá rồi, cho nên siêu diễn đúng không? Mà hồi nãy mắt con không có thấy gì hết đó. Con tưởng con bị mù rồi đó. Mẹ đã nhắc con biết bao nhiêu lần rồi, đừng đọc truyện nhiều quá. Dạ, con chỉ đọc một chút xíu thôi mà. Mỗi ngày một xíu sẽ trở thành thói quen xấu khó bỏ được. Đọc sách phải đọc chỗ có ánh sáng phù hợp và đọc trong giới hạn thời gian phù hợp thôi con à. Việc nhỏ phải bỏ, đừng để nhỏ thành lớn mà thành quả đó con. Dạ, con biết rồi. May mà con bị mờ mắt. Đây đúng là một trải nghiệm đáng sợ. Tấn công, đừng để người đi cầu chạy thoát. À,
Thì ra là tiếng tivi vọng lên. Con cứ tưởng là... Đây là tập phim mới nhất vì đại chiến không gian đó con. Nè, lại đây coi với ba nè. Dạ. Yeah. Phim mới nhất. Hè hết cái dèo ha. Mình còn chưa được đi đâu nữa. Nhanh thiệt á, nhưng mình thích đi học hơn. Mình cũng thích đi học lắm. Tại vì mỗi khi vào năm học mới á, là mình sẽ được mua cặp sách mới. Nhìn nè, đẹp hơn. Wow, mới luôn hả? Hồng lè luôn ha. Ủa, cái này cũng màu hồng nữa hả? Mình nhớ cái cũ của tay to cũng có màu hồng mà. Đúng rồi đó, tại vì mình thích màu hồng nhất mà. Chả thích màu hồng, nhìn cứ như công chúa yếu điệu á. Yếu điệu gì đâu, nhìn dễ thương mà. Thế giới mà mỗi màu hồng thì chắc mình chết vì sướng quá. Còn mình á, sẽ chết vì ghét. Thôi, mình về nha. Hai bạn thử giúp mình biến thế giới này thành màu hồng coi có được không? Cũng được thôi, ba mình có cái máy đó. Tình hình sao rồi? Lẹ lên, sống rồi nè. Đây là máy chuyển màu của ba mình. Chỉ cần xoay cái kim này và màu nào mình thích, rồi ấn nút một cái, biến cả thế giới thành một màu mình muốn luôn. Mà tụi mình sẽ không bị biến đổi. Làm liền đi, màu hồng á nha. Ừ. Wow. Ôi, đẹp quá trời quá đất luôn. Hồng ơi là hồng. Hết thấy cái gì ra cái gì luôn đó. Ra ngoài thử coi. Coi nè, nền có màu hồng luôn rồi. Cũng rất màu hồng kìa. Cái công viên gì tự nhiên hồng lè, hầm nực cũng chết à. À, bụng bự, tụi mình mới biết chỗ này thành màu hồng hết đó. Bình thường ra công viên thoải mái lắm mà. Sao nay đổi thành màu hồng nhìn mệt ghê ha. Trời ơi, mệt quá. Đúng là nhìn hoài một màu mình nhức mắt quá à. Đi dọc đường coi sao. Chuyện gì bộ ông nào vậy ta? Chạy ra đó coi sao. Bác đi giùm con cái. Bác ơi, bác có nước hoài vậy? Chết tôi. Chết rồi, đèn xanh đèn đỏ giờ hồng lè rồi. Làm người ta đi lung tung, đụng xe quá trời kìa. Nguy hiểm quá. Chạy về đổi lại như cũ lẹ đi. Đâu rồi, sao không tìm thấy vậy ta? Không bao giờ nó cũng biến thành màu hồng luôn không? Chết rồi, nó màu hồng luôn thì làm sao mà tìm trong cái phòng màu hồng này? Mày đưa kiếm cái này đúng không? Sao mà biết vậy? Thì tự nhiên tất cả màu hồng là ba biết từ các con rồi chứ còn gì nữa. Dạ, do con muốn thử thế giới màu hồng thì có đẹp cho con nghĩ không? Mà cuối cùng nó nguy hiểm quá à. Không, màu sắc không có nguy hiểm, chỉ có cách sử dụng mới làm nó trở nên nguy hiểm thôi. Màu sắc ảnh hưởng trực tiếp đến mắt và gián tiếp đến cảm xúc của con người. Khi con nhìn thấy màu tối, tự động nó sẽ trở nên u ám. Còn con nhìn thấy màu đỏ nè, màu cam nè, màu vàng nè, thì tự động cảm thấy nóng. Nhìn thấy màu xanh thì cảm thấy mát. Vậy thôi. Vậy tại sao phải có nhiều màu như vậy? Để phân biệt mọi thứ với thể hiện tính cách của mỗi người đó con. Với lại mỗi người cũng có một sở thích khác nhau. Chúng ta không thể chỉ vì sở thích của mình mà bắt người khác phải theo mình được. Hiểu chưa nè? Con biết lỗi rồi. Xin lỗi bụng bự nha. Thôi, không có sao đâu. Giờ thì ra công viên chơi cho mát đi. Đi. Đi liền. Thơm quá. Wow, nhìn ngon quá. Đây là mì hải sản mẹ làm cho con đó. Con cảm ơn mẹ. Con rửa tay chưa vậy? Ngon quá. Mì hải sản đúng là tuyệt vời. Để nhớ coi. À, có tôm nè. Có cua nữa nè. Mì, rau, cà rốt. Xong, bây giờ mình đi mua đồ thôi. À, phải nhờ tay to và bụng bự giúp mới được. Này đâu nè. Không được để rau vào trước. Ui da, mình mới đứt tay rồi nè. Ôi, mình bỏ nhiều muối quá rồi. Mùi gì mà khét dữ vậy?
không biết có ăn được không nữa. Không biết ngon không, nhưng chắc mẹ đốm sẽ rất vui. Đúng rồi đó, vì đây là tấm lòng của đốm mà. Thôi, tụi mình về ăn cơm đây. Cảm ơn tay to về bụng bự nhiều nha. Không có gì, chúc bạn thành công nha. Đốm ơi, mẹ về rồi nè. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đốm! Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ. Con nấu món mì mà mẹ thích nhất nè. Chắc là không ngon, mẹ đừng chê mẹ nha. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ không sao, mì của đốm nấu ngon lắm. Thiệt hả mẹ? Ủa, gì mà mẹ kêu ngon? Mẹ thấy ngon vì mẹ cảm nhận được tấm lòng của đốm đó. Cảm ơn con nha. Hôm nay mình và bà con có một món quà bất ngờ dành tặng cho bạn. Hả? Quà gì vậy? Bạn sẽ biết ngay thôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. À, thích quá. Wow, hay quá, mình rất thích. Cảm ơn hai bạn nhiều. Bà con đánh đàn hay quá. Bạn học từ khi nào vậy? Mình học được gần 3 tháng rồi. 3 tháng mà biết đánh đàn? Vậy đánh đàn có dễ học không? Nếu thật sự thích thì mình sẽ làm được. Ba mẹ ơi, con muốn học đánh đàn. Sao tự nhiên đốm lại muốn học đánh đàn vậy? Con đang sinh nhật bụng bự, bọn con đánh đàn guitar hay lắm, con rất thích. À, như vậy sao? Vậy đốm muốn học đàn guitar luôn à? Dạ, con muốn đánh guitar giỏi như bạn bò con. Vậy đốm có biết học đàn rất khó không? Dạ, bò con nói chỉ cần mình thích là mình sẽ làm được. Thôi được rồi, ba mẹ sẽ mua cho đốm một cây guitar. Yeah, thích quá. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không đâu mẹ. Mẹ đi văn, ta siêng năng tập đàn, yeah. Trời ơi, cái này là con đang quánh đàn, chứ con đâu có đánh đàn đâu. Phải học từ cơ bản chứ con. Cơ bản là sao vậy mẹ? Có nghĩa là bắt đầu từ từng nốt nhạc, đồ, rê, mi, fa, sol. Hả? Chỉ từng nốt hả? Không phải cả bài hả mẹ? Không phải, bây giờ con hãy chịu khó bắt đầu với từng nốt nhạc nha. Dạ, để con thử. Đồ mi mi, đồ rê, fa, fa, rê. Trời ơi, mệt quá. Sao mà chán vậy nè? Thôi, mình ra ngoài rủ các bạn đi chơi thôi. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không được, mình phải cố gắng, không được phụ lòng ba mẹ. Mi mi mi, mi mi mi, mi son đồ rê mi. Ao, đau tay quá. Ba mẹ ơi, nhìn nè, tay đốm sưng hết rồi. Đau quá, đốm muốn học đàn nữa đâu. Ủa, ba mẹ cứ tưởng là đốm đã biết học đàn guitar sẽ rất đau tay rồi đó chứ. Nhưng đau tay lắm ba mẹ, đốm không làm được. Nhưng rồi đốm sẽ quen thôi. Toàn là đồ rê mi, còn lâu lắm đốm mới đánh đàn được. Thôi được rồi, tạm thời ba sẽ mang cây đàn này đi cất. Sau này khi nào đốm muốn học thì ba sẽ lấy ra nha. Từ nay đốm sẽ suy nghĩ kỹ hơn và không vội vàng đòi mua nhiều thứ nữa ba mẹ. Một cây, hai cây, ba cây. Ui da. Yeah.
cây bút này nhìn ngộ ghê. Không biết cô ai mà làm rớt ngay đầu của mình. Nhưng mà hình như nó từ trên cao rớt xuống thì phải. Từ trên trời rớt xuống. À, vậy là ông trời cho mình cây bút này là của mình. Wow, nhìn kỹ thấy nó đẹp ghê. Vẽ thử coi sao. Sao kỳ vậy? Không lẽ là... À, thì ra đây là cái bút thần kỳ. Vẽ bất cứ cái gì cũng thành thật. Hay quá. Vui quá. À, dừng lại. Tất cả là do cây bút quỷ quái này. Nè, cậu bé, hãy trả cây bút lại cho ta. Bà là ai? Ta là phù thủy. Vậy cây bút này là của bà? Đúng vậy, đây là cây bút phép thuật, nó rất là trung thành. Nó chỉ có ích thực sự với chủ của nó thôi. Cây bút của bà thật là phiền tái. Vậy sao lúc nhặt được, cậu không tìm cách đem trả? Con... Tất cả là cũng do mình tham lam. Đúng là cây bút phiền tái mà. Đi học về là đi học về. Em vào nhà em chào ba mẹ. Khác quá à. Con búp bê này nhìn lạ quá. Chắc là có ai làm rớt. Hả? Nó Búp bê biết nói. Hả? Nó Nước ở đâu bây giờ? À, phải rồi, về nhà. Thôi mẹ con đi học mới về. Có chuyện gì mà gấp gáp dữ vậy con? Wow, bạn bay được hả? Cảm ơn bạn đã cứu mình. Mình tên là Bibi. Mình đến từ hành tinh búp bê. Hành tinh búp bê? Đó là hành tinh có màu hồng rất đẹp. Nhưng nó xa lắm. Vậy làm sao Bibi đến được đây? Mình đi lạc. Một cơn gió to cuốn mình tới đây. May mà có bạn. Có gì đâu. Để cảm ơn, mình có cái này tặng bạn nè. Đây là gương không gian. Gương không gian? Dùng gương này thì bạn có thể nhìn thấy được cảnh vật trên khắp thế giới. Nhưng mà nó nhỏ xíu. Bạn đừng có lo. To ra. Đây là sư tử. Đây là ngựa vằn. Còn đây là chuột túi. Gương này có thấy được hành tinh của Bibi không? Được chứ. Hành tinh búp bê.
hành tinh búp bê. Hành tinh của Bibi đẹp quá. Cầu vồng, cầu vồng. Sao vậy Bibi? Có cầu vồng, mình sẽ về được nhà. Đúng, đưa Bibi ra chỗ cầu vồng nha. À, có rồi. À, cầu vồng, cầu vồng. Cảm ơn Đốm nha. Đốm sẽ nhớ Bibi lắm. Bibi cũng vậy. Đến lúc Bibi phải về nhà rồi. Tạm biệt Đốm nha. Tạm biệt Bibi. Mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm.